Nếu mà chúng ta là dẫn dắt đội nhóm, chúng ta muốn đội nhóm chúng ta đồng hành cùng với chúng ta, muốn nghe lời chúng ta, muốn đi theo chúng ta, thì mục tiêu chúng ta phải lớn hơn mục tiêu của người khác. Nếu mà mình làm một mình ấy thì mình sẽ gặp rất nhiều các cái vấn đề. À, tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì về cơ bản là một người ấy, thì rất khó để làm được tất cả mọi việc. À, mình làm cả thì mình ăn tất, đúng không ạ? À, thì có vẻ là nhiều nhưng mà thực ra lại là ít. 1% của 1 tỷ thì nó đã là bao nhiêu ạ? Là 10 triệu. À, nhưng 1% của 100% của 10 triệu thì cũng là 10 triệu. Đấy. Thế thì ở đây ấy, là chúng ta là gì ạ? Là làm việc cùng với nhau thì sẽ giúp chúng ta đỡ mệt hơn và hiệu quả công việc nó được tăng lên. Vì vậy là làm việc nhóm hay là kết hợp với những thành viên trong nhóm, đấy là một điều kiện tiên quyết để thành công. Huy chưa nhìn thấy người nào mà thành công mà không có đội nhóm hết. Kể cả những cái người nghiên cứu khoa học giống như là Newton, giống như là Einstein, chúng ta chỉ nghe thấy tên của ông ấy thôi, nhưng thực ra ấy, là đội nhóm của Einstein, đội nhóm của Newton đều hơn 100 người. Đấy, và rất nhiều những cái người hỗ trợ khác nữa. À, các cầu thủ bóng đá cũng như vậy. À, họ không thể nào mà thành công một mình được, đúng không ạ? Rồi các cái doanh nhân họ không thể thành công một mình được. À, những cái người thành công nhất Việt Nam, giống như là bác Vượng này. À, đúng không ạ? Giống như là bác Hùng này, bác Hà này. Đấy, những cái người mà rất là nổi tiếng. Rồi những người mà thành công trên thế giới như là gì ạ? Như là Bill Gates này, đúng không ạ? Jack Ma này, rồi là Elon Musk này, Jeff Bezos này, ông Warren Buffett này. Đấy, thì họ đều là những người có những cái gì ạ? Có những cái đội nhóm rất lớn. Vì vậy nếu anh chị em nào mà vẫn còn có cái suy nghĩ, cái tư tưởng là mình làm việc một mình ấy, thì xin thưa với anh chị em thì anh chị em sẽ rất là vất vả. À, vẫn kiếm được tiền nhưng là vất vả. Cái thứ hai nữa là số tiền mình kiếm được nó là số tiền rất là nhỏ. À, vì vậy để mà thành công thì chắc chắn chúng ta phải thuộc về một đội nhóm nào đó. Được không anh chị em? À, chúng ta phải thuộc về đội nhóm nào đó. Thế thì cho Huy xin hỏi là nếu như mà chúng ta muốn thuộc về một đội nhóm nào đó thì rõ ràng chúng ta phải biết cách để mà làm việc cùng với đội nhóm. Nó gọi là cách làm việc nhóm đấy, đúng không ạ? Thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng cái việc mà làm việc đội nhóm là vô cùng quan trọng và chúng ta cần thiết phải học những kỹ năng để mà xây dựng cũng như là làm việc cùng với đội nhóm thì comment số 3 giúp Huy ạ. Comment số 3 nếu mà anh chị em muốn học cách để mà xây dựng và làm việc cùng với đội nhóm. Ok, rất tuyệt vời. Ok. Rồi, bất kể anh chị em chúng ta làm công việc gì, kể cả là chúng ta đi làm thuê ở một cái công ty nào đó thì chúng ta cũng có những đồng nghiệp, có cấp trên, cấp dưới, đúng không ạ? Kể cả là chúng ta mở một cái doanh nghiệp riêng của mình, kể cả là chúng ta tham gia vào một cái đội nhóm kinh doanh, một cái hệ thống kinh doanh thì chúng ta cũng cần phải làm việc với những người khác. Đó. À, mà đa phần ấy, cái kỹ năng làm việc với người khác ấy, thì chúng ta lại không được học ở trong các cái trường đại học, không được học trong các trường học. Trong các trường học thì đa phần là chúng ta học cái kỹ năng gọi là chuyên môn, đúng không ạ? À, kỹ năng làm việc với người khác, kỹ năng làm việc đội nhóm thì là chúng ta lại không được học. Vì vậy là đáp ứng một số nhu cầu của anh chị em trong team đội nhóm kinh doanh của Huy cũng như là một số cái câu hỏi của những anh chị em khác thì Huy quyết định là mở cái chuỗi chương trình hay là một cái khóa học chuyên giúp đào tạo cho anh chị em những người mà từ là thành viên, mình là một thành viên của đội nhóm đấy, hoặc là mình là leader, mình là lead team, mình là trưởng nhóm, hoặc là mình giám đốc, mình là chủ tịch của những công ty thì sẽ rất là cần thiết. Đấy. Còn những anh chị em chưa kinh doanh, Huy biết ở trong phòng Zoom ngày hôm nay có một số anh chị em là chưa phải làm kinh doanh thì anh chị em có thể học để sau này chúng ta biết cách để chúng ta làm việc đội nhóm. Được không anh chị em? Ok nha. Đấy. À, nếu anh chị em chúng ta sẵn sàng thì comment là sẵn sàng chú ý, đúng không ạ?
Đây là những kỹ năng vô cùng quan trọng, vì vậy là kể cả chúng ta là những học sinh chăng nữa thì cũng rất cần thiết, bởi vì chúng ta cũng vẫn phải học cùng với những người bạn mà, đúng không ạ? Ok, thì ngày hôm nay thì Huy chia sẻ cho anh chị em một số cái bí mật, một số cái gọi là kỹ năng cơ bản để mà chúng ta xây dựng cái đội nhóm của mình. Đó. Những cái kỹ năng này nó rất là cần thiết và rất là quan trọng. Đó. Thì đầu tiên Huy sẽ cho anh chị em xem một cái đoạn clip về làm việc nhóm, đúng không ạ? Ok nhá. Rồi, đây là một cái giải đua thuyền. Đây là một cái giải đua thuyền gọi là tốc độ cao. Đấy. Anh chị em thấy rằng ở đây ấy, nó có khoảng độ 2, 4, 6, 8, 10, 12, khoảng gần 24 người trong một cái đội đua thuyền. Khoảng 24 người trong một cái đội đua thuyền này. Trong đó phần lớn những cái người gọi là chèo thuyền, phần lớn họ là chèo thuyền. Có một ông đứng phía sau làm nhiệm vụ là chỉnh hướng, điều hướng, đấy, định hướng cho cái con thuyền nó đi nó đúng hướng. Còn một ông đứng phía trước, anh chị em nhìn thấy ông đứng phía trước, ông làm nhiệm vụ gì ạ? Hô thật to và gì ạ? Giữ nhịp, đúng không ạ? Đập vào cái trống ấy, để giữ nhịp. Rồi, rồi anh chị em chúng ta học được bài học gì được từ cái đội chèo thuyền này? Trong khi anh chị em comment thì cho anh chị em xem thêm một cái đoạn nữa. Hết đây rồi, đúng rồi. Đây là một Xét tay. Đúng rồi. cái gọi là đội đua thuyền mà đang gọi là gì ạ, là mới tập hợp nên là chưa có sự nhuần nhuyễn. Anh chị em thấy đội đua thuyền kia nó rất là đều đúng không ạ? Còn đội này thì sao ạ? Thì đang vướng tay nhau, còn đang đập tay nhau, còn đang gì ạ? Đang rất là khó. Như vậy là từ một cái đội nhóm sơ khởi, khi mà mọi người còn đang chưa có làm việc được với nhau, đến một đội nhóm nhuần nhuyễn như vậy là chúng ta cần có sự tập luyện. Và trong cái sự tập luyện đó chúng ta cần có những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Đấy. Và những cái nguyên tắc đó là gì? Đó. Anh chị em có nhận ra được những cái điều gì không ạ? Rồi, chỉ có một cái clip ngắn thôi nhưng mà có rất nhiều bài học ở trong đó anh chị em, đúng không ạ? À, phải có người lãnh đạo này, đúng không ạ? Phải có người định hướng này, đấy, đúng không ạ? Phải có người là gì ạ? Truyền cảm hứng, truyền động lực này, đúng không ạ? Đấy, phải có sự kỷ luật này, sự phối hợp này, đấy, sự đoàn kết này, đúng chưa ạ? Nghe theo huệ lệnh của người thuyền trưởng này, đúng không ạ? Thế bây giờ mình là thành viên của đội nhóm mà ông thuyền trưởng ông ấy hô mà mình cứ gì ạ, mình cứ kệ, mình không làm thì điều gì sẽ diễn ra anh chị em? Điều gì sẽ diễn ra? Rõ ràng là gì ạ? Là mình không phối hợp tốt. Mà mình không phối hợp tốt thì điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác, đúng không ạ? Và ảnh hưởng đến cái gì ạ? Ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cuộc thi đấu, đúng không ạ? Đấy, khó nhất là phối hợp cùng đồng đội. Đó. Bao nhiêu anh chị em thấy là việc mà phối hợp cùng đồng đội không hề dễ một chút nào thì comment số 4 ạ. Đó. Không hề dễ một chút nào. Đấy, anh chị em xem cái clip mà khi mà mình mới thành lập cái đội đấy, bắt đầu là gì ạ? Các ông là va vào nhau ấy, không hề dễ chút nào. Đúng không ạ? Và đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải có những nguyên tắc. Và cái nguyên tắc đầu tiên hay là cái bí mật đầu tiên mà giúp cho một cái đội nhóm đua thuyền họ thành công, và đây là những cái bí kíp, những cái bí mật, những cái nguyên tắc mà Huy đang áp dụng cho đội nhóm kinh doanh của mình. Thứ nhất, đó là chúng ta phải có sự đồng bộ, và đồng bộ đầu tiên ở đây đó là đồng bộ về mục tiêu. Bây giờ như này nhá, bây giờ
khi mà chúng ta bắt đầu một tham gia một cuộc đua thì mục tiêu của chúng ta là phải gì ạ? Phải chiến thắng, phải hoàn thành cái cuộc đua đó, đúng không anh chị em? Khi mà chúng ta đua ấy, đó, ở đây chúng ta nói về một cái đội nhóm mạnh, là một đội nhóm mà hiệu quả và gì ạ? Có thể chiến thắng các cuộc đua, đúng không ạ? Thế thì đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải đồng bộ về tất cả thành viên trong đội nhóm về mục tiêu. Nếu mà trong đội nhóm chúng ta có những thành viên mà không đồng bộ về mục tiêu thì họ chỉ là những người dự bị mà thôi. Có được không ạ? Tất cả những người lên thuyền phải cùng một mục tiêu, đó là chiến thắng cuộc đua. Đúng không ạ? Đã lên thuyền, đã tham gia vào cuộc đua thì phải chung mục tiêu, đồng bộ về mục tiêu. Đó chính là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải dạy, phải hiểu trong nguyên tắc làm việc nhóm. Trong đội nhóm của Huy cũng vậy. Thường xuyên có những cái cuộc đua. Những cái cuộc đua này thì sẽ giúp cho mọi người có những cái có tiền, nói chung là có tiền. Thế thì tất cả những người tham gia cuộc đua đó họ phải cùng mục tiêu. Và mục tiêu của người này là mục tiêu của người kia, mục tiêu của người kia là mục tiêu của đội nhóm. Được không ạ? Và đội nhóm, mục tiêu của đội nhóm là gì ạ? Là về đích số 1. Và khi đội nhóm về đích số 1 thì chúng ta sẽ về đích số 1. Có đúng không anh chị em? Đấy. Cho nên nguyên tắc đầu tiên, nếu anh chị em không đồng bộ về mục tiêu cho đội nhóm và có những thành viên trong đội nhóm họ không có chung mục tiêu, ví dụ như này. Bây giờ mục tiêu là gì ạ? Là đường đua, mục tiêu là tham gia một cái chương trình học tập này. Nhưng có ông làm sao ạ? Ông chẳng quan tâm, ông chẳng thèm học, ông chẳng vào học thì làm sao ạ? Thì ông không tham gia được và ông gì ạ? Ông không nắm bắt được các cái thông tin. Đồng thời là gì ạ? Là ông có một cái mục tiêu khác, mục tiêu của ông đấy là gì ạ? Là ngủ. Đấy, kiểu như vậy. Thì làm sao ạ? Thì những người như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ sẽ gây khó khăn, họ sẽ gây cản trở cho đội nhóm. Họ không hoàn thành được mục tiêu của họ. Khi họ không hoàn thành mục tiêu của họ thì làm sao ạ? Thì đội nhóm không hoàn thành được mục tiêu của đội nhóm. Đúng không ạ? Đấy. Có thể họ có những cái mục tiêu khác, họ có những cái công việc khác. Và có những người có mục tiêu về gia đình thì họ tạm thời họ phải rời khỏi đội nhóm. Kiểu như vậy. Như vậy là đồng bộ đầu tiên là anh chị em phải đồng bộ mục tiêu. Và để mà đồng bộ về mục tiêu ấy thì chúng ta cần phải có những cái mục tiêu lớn. Mỗi người chúng ta đều có mục tiêu nhỏ trong cuộc đời. Đấy, và chúng ta cần có mục tiêu lớn. Ví dụ như này, trong một cái thời điểm, ví dụ bắt đầu cuộc đua thì chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi, đấy là hoàn thành cuộc đua. Nhưng khi mà luyện tập ấy, khi chúng ta luyện tập ấy thì chúng ta cũng phải xây dựng cái mục tiêu cho đội nhóm của mình. Lúc mà luyện tập thì nó sẽ không có đội nào bên cạnh để mà tạo cái cảm giác hưng phấn này, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải đồng bộ về mục tiêu. Những người tham gia đua thuyền chẳng hạn thì họ có mục tiêu khác nhau. Ví dụ họ mục tiêu về rèn luyện sức khỏe. Có những người chỉ đơn giản là rèn luyện sức khỏe thôi, cho nên họ sẽ làm cách hời hợt, đúng không ạ? Thế thì ở đây ấy, tất cả những thành viên trong đội nhóm phải có mục tiêu chung. Thứ nhất đấy là chúng tôi tham gia đua thuyền bởi vì sao ạ? Vì muốn giành những cái kết quả tốt, giành huy chương, kiếm được thu nhập, đồng thời là rèn luyện sức khỏe, đồng thời là gì ạ? Xây dựng những mối quan hệ tích cực với những cái người xung quanh. Nếu họ không có một cái mục tiêu mà xây dựng mối quan hệ với những người đồng đội khác thì làm sao ạ? Thì họ sẽ không thể nào mà thành công được. Đấy, bởi vì sao ạ? Nếu như mà trong đội chỉ có mỗi mà cái gì ạ? Trèo thôi thì nó đơn giản quá, nhưng thực ra nó không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì ví dụ như là mình ghét thằng đội trưởng chẳng hạn, thế thằng đội trưởng hô mình cứ gì ạ? Làm ngược lại đây, bởi vì mình ghét, đơn giản thế thôi. Con người nó là một cỗ máy có cảm xúc, nó không phải là cỗ máy nó gọi là vô tri vô giác, đúng không anh em? Đó, vì vậy nếu như mà chúng ta muốn thành công, muốn đạt được mục đích của mình thì chúng ta phải biết cách để làm việc với người khác, đúng không? Cho nên là tất cả những cái mục tiêu mà chúng ta gọi là xác định thì chúng ta phải đồng bộ hóa nó. Thế thì ví dụ ở trong đội nhóm thực tế của Huy đi, đội nhóm thực tế của Huy thì Huy đưa ra những cái mục tiêu lớn, mục tiêu bao trùm tất cả các mục tiêu khác. Đó là gì ạ?
Ví dụ đội nhóm của Huy là Diamond Team thì Huy sẽ đưa ra cái mục tiêu của đội nhóm đó là gì ạ? Đây là một cái đội nhóm với mục tiêu giúp đỡ mọi người trở nên giàu có. Giàu có ở đây được định nghĩa theo 6 khía cạnh. Thứ nhất, đấy là giàu có về sức khỏe. Thứ hai là giàu có về mối quan hệ. Thứ ba là giàu có về sự tự do hay giàu có về thời gian. Admin nào cứ bỏ spotlight của Huy đi thế. Bật bỏ spotlight này, cứ tắt spotlight đi là sao? Xong tình đoạn lại nhảy sang cái màn hình của người khác là sao? Đừng làm như vậy nhá. Ok nhá. Rồi. Giàu có về thời gian. Đấy, tức là mình phải có sự tự do trong cái cuộc sống của mình. Ở đây là không nói về công việc nữa mà nói về cuộc đời của mình. Đó ạ. Những mục tiêu lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Đó. Tiếp theo nữa đó là giàu có về trí tuệ. Chúng ta phải được học tập, được phát triển bản thân. Đó là một cái mục tiêu lớn trong cuộc đời. Người ta gọi là học học nữa học mãi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa đó là gì ạ? Là giàu có về về cảm xúc. Đó. Cảm xúc ở đây đó là gì ạ? Đó là chúng ta làm một cái công việc hoặc là chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cảm xúc ở đây tức là mình được làm những công việc mình cảm thấy vui, mình được thực hiện những cái hoạt động mình cảm thấy vui. Đấy. Cảm xúc ở đây cũng có nghĩa là mình có thể giúp đỡ được nhiều người, mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ được người khác, đúng không ạ? Thì khi mình giúp đỡ được người khác, mình sẽ có cái niềm vui ở bên trong, đúng không ạ? Đó. Một cái mục tiêu nữa, giàu có ở đây nữa là gì ạ? Là giàu có về gọi là danh vọng hay là về công danh sự nghiệp. Ai cũng muốn là được nhiều người biết đến, nhiều người yêu mến, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người tôn trọng, nhiều người follow, đúng không anh em? Rất nhiều người khi mà ở trên Facebook mình đăng một bài là mình sẽ xem là có bao nhiêu người like, bao nhiêu comment, đúng không anh em? Đó, thì đó là những cái sự giàu có. Đấy là những cái sự giàu có mà đội nhóm đang hướng tới. Và đấy chính là mục tiêu lớn. Và hầu hết khi mà Huy hỏi hầu hết những anh chị em nào đó ở ngoài kia thì họ đều mong muốn những điều đó. Anh chị em có muốn khỏe không ạ? Muốn khỏe không ạ? Muốn khỏe, muốn trẻ không ạ? Muốn giàu không ạ? Đúng không ạ? Muốn rảnh rỗi không ạ? Tức là có giàu có nhưng mà phải có thời gian cơ. Giàu có mà bận rộn quá mức thì không có thời gian cho mình, không có thời gian cho người khác thì cũng là rất là buồn, đúng không ạ? Có muốn có nhiều bạn bè không ạ? Nhiều mối quan hệ tích cực không ạ? Đúng không ạ? Có một gia đình hạnh phúc không ạ? Có, đúng không ạ? Đấy, mối quan hệ thì nó bao gồm cả mối quan hệ bên trong gia đình và bên ngoài xã hội, đúng không ạ? Rồi anh chị em muốn học tập phát triển bản thân để trở thành cái người giỏi, cái người mà trưởng thành, cái người mà có tư duy, có trí tuệ không ạ? Đúng không ạ? Rồi anh chị em có muốn rằng là mình sẽ cho đi được nhiều, có thể giúp đỡ được nhiều người, đúng không ạ? Và từ đó thì mình sẽ xây dựng cho mình một cái danh tiếng để lại cho đời sau, đúng không ạ? Đấy. Sau này khi mình về già, mình nói chuyện với con cháu mình sẽ nói rằng là mình là cái người mà được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ như nào, rất nổi tiếng như nào, đúng không ạ? Đấy, thì đó chính là những thứ mà gọi là mục tiêu lớn của cuộc đời. Nếu như mà chúng ta có những mục tiêu chung như vậy thì đội nhóm chúng ta sẽ phát triển, đội nhóm chúng ta sẽ thành công, đội nhóm chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ đoàn kết, đúng không nhé? Đấy, rồi cái thứ nhất đó là đồng bộ về mục tiêu. Bí kíp số 1, đồng bộ về mục tiêu. Và để mà đồng bộ mục tiêu thì mục tiêu chúng ta phải lớn. Và thêm một điều nữa, có một số anh chị em đó là mục tiêu của chúng ta về kinh doanh chẳng hạn, về tài chính chẳng hạn, về tiền bạc chẳng hạn. Nếu mà anh chị em chúng ta đặt mục tiêu là tôi kiếm được 10 triệu thì những người lớn hơn 10 triệu họ sẽ không chơi với chúng ta. Những người mà có mục tiêu lớn hơn 10 triệu họ sẽ không chơi với chúng ta. Tức là sao ạ? Nếu mà mày mới kiếm được 10 triệu làm sao mày giúp tao kiếm được 100 triệu được? Có đúng không anh em? Đấy. Như vậy là gì ạ? Nếu mà chúng ta là dẫn dắt đội nhóm, chúng ta muốn đội nhóm chúng ta đồng hành cùng với chúng ta, muốn nghe lời chúng ta, muốn đi theo chúng ta, thì mục tiêu chúng ta phải lớn hơn mục tiêu của người khác, đúng không ạ? Mục tiêu chúng ta phải 200 triệu thì những cái ông 100 triệu họ mới đi cùng với chúng ta. Tức là tôi có thể kiếm được 200 triệu thì tôi mới có khả năng giúp cho anh kiếm được 100 triệu. Có đúng không ạ? Đấy,
Cho nên nếu như mà chúng ta đã chơi cái cuộc chơi về đội nhóm thì chúng ta phải biết nghĩ lớn, phải dám nghĩ lớn và phải dám đẩy cái mục tiêu của mình lên. Bởi vì nếu mà chúng ta không dám đẩy mục tiêu của mình lên ấy thì không ai chơi với chúng ta cả. Mà những người mà ở mục tiêu nhỏ thì anh chị em biết rồi, là họ sẽ họ sẽ có những cái tư duy cũng rất là nhỏ bé. Đấy, vì vậy để mà chúng ta thu nạp được nhiều người trong đội nhóm của mình thì mục tiêu của chúng ta phải bao trùm mục tiêu của người khác. Mục tiêu của chúng ta không bao trùm mục tiêu của người khác thì chúng ta sẽ sẽ không thể nào mà dẫn dắt được họ. Đấy. Ví dụ như là có những người họ chèo thuyền, nhưng họ muốn vô địch SEA Games, vô địch Olympic, nhưng mà chúng ta chỉ chèo thuyền để mà vô địch cái giải làng thôi chẳng hạn, thì họ sẽ không tham gia với chúng ta, kiểu như vậy, đúng không ạ? Mục tiêu là phải lớn, bao trùm mục tiêu của người khác. Đấy. Rồi, cái bí kíp số 2, cái bí kíp số 2 để giúp chúng ta có thể xây dựng đội nhóm thành công và phát triển, đó là đồng bộ về thông tin. Đồng bộ về thông tin. Khi mà anh chị em thấy cái cuộc đua ấy thì làm sao ạ? Cái người thuyền trưởng, cái người gọi là lãnh đạo, cái người mà dẫn dắt ấy, thì họ sẽ phải gì ạ? Họ sẽ phải hô lên thật lớn, đúng không ạ? Họ gõ và trống thật to để làm gì ạ? Để cái thằng đầu tàu ấy hay thằng cuối tàu ấy nó đều nghe được. Đồng bộ về mặt thông tin. Đấy, thông tin hay là kiến thức hay là kỹ năng. Đấy, nhưng mà ở đây cái quan trọng đầu tiên ấy nó là thông tin. Trong một đội nhóm cũng vậy. Nếu chúng ta không đồng bộ về mặt thông tin, không truyền tải thông tin một cách dễ hiểu, ngắn gọn, thì nó sẽ có những cái tình trạng là tam sao thất bản, đúng không ạ? Vì vậy là đồng bộ về thông tin, tức là tất cả những thành viên trong đội nhóm đều có quyền tiếp cận đến thông tin một cách bình đẳng như nhau. Tất nhiên trừ những cái thông tin mang tính chất là là bí mật, mang tính chất là phân cấp. Còn lại đa số những cái thông tin trong đội nhóm là chúng ta phải liên tục truyền tải, liên tục truyền thông. Cho nên là trong đội nhóm có một cái bộ phận cực kỳ quan trọng, đấy là bộ phận truyền thông nội bộ. Truyền thông bên ngoài thì nó gọi là marketing, có đúng không anh em? Ở bên ngoài chúng ta truyền thông cho khách hàng tiềm năng của chúng ta biết đến sản phẩm dịch vụ công ty của chúng ta, thì đó là marketing. Nhưng mà có một bộ phận rất là quan trọng ở trong công ty mà rất nhiều chủ doanh nghiệp bỏ qua, đó là bộ phận truyền thông nội bộ. Đặc biệt những doanh nghiệp lớn, bộ phận truyền thông nội bộ vô cùng quan trọng anh chị em nhé. Để mà có sự đồng bộ ở trong công ty thì việc truyền thông cực kỳ quan trọng. Và đồng bộ về mặt thông tin, đồng bộ về mặt kiến thức, đó là lý do tại sao khi mà chúng ta đi học thì chúng ta cần cho tất cả anh em cùng đi học với chúng ta. Bây giờ ông giám đốc, ông đi học, xong đó là ông về, ông lại không truyền lại được cho cho nhân viên, thì làm sao ạ? Ông giám đốc một mình ông chạy, một mình ông làm. Còn nhân viên thì sao ạ? Cứ tà tà làm, không quan tâm. Đấy. Cho nên là đồng bộ về thông tin, bao gồm trong đó có đồng bộ về cả kiến thức, tức là những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà chúng ta học được. Ví dụ như là khi mà Huy hỏi anh chị em trong đội nhóm là hỏi về ví dụ như DISC chẳng hạn, hoặc là hỏi về những cái kỹ năng về xây dựng đội nhóm chẳng hạn, đấy, rồi những cái tư duy chẳng hạn, thì hầu hết anh chị em đều nắm bắt được. Đấy, hoặc là những cái bài chia sẻ, hay là những cái, bởi vì trong công ty á thì anh chị em biết là liên tục có người mới, liên tục có thành viên mới và liên tục có thành viên ra đi, bất kể ở đơn vị nào, bất kể công ty nào cũng vậy, đúng không ạ? Bởi vì trong công ty thì bao giờ cũng có những cái người phù hợp thì họ sẽ ở lại và liên tục đào thải những người không phù hợp. Đấy, và chúng ta không thể tránh được điều này. Không có đội nhóm nào mà chỉ có người vào và cứ ở mãi với nhau như vậy. Không có người mới thì không có năng lượng. Đấy, cho nên là liên tục. Và khi có người mới vào thì chúng ta lại tiếp tục phải đồng bộ cho họ. Như vậy là chúng ta sẽ có những cái chương trình đào tạo được lặp đi lặp lại liên tục, đúng không ạ? Và sẽ có nhiều người sẽ bảo ui cái chương trình này lặp lại nó nhàm chán quá.
Thì đúng rồi, nó bởi vì sao ạ? Bởi vì nó dành cho những người mới. Còn những người cũ thì sao ạ? Thì họ phải học để trở thành cái người có thể đào tạo lại cho người mới. Đó. Rất nhiều người thấy có những cái, ví dụ trong đội nhóm của Huy cũng vậy, có những cái chương trình đào tạo nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đấy. Thì những người đã học rồi thì thôi mình không học nữa. Mà nếu mà mình quay trở lại mình học thì lúc đấy là mình học để làm gì ạ? Để dạy thôi. Đấy, có các cái level học khác nhau, đầu tiên học để gì ạ? Học để biết, sau đấy học để làm, ba để sau đấy là học để gì ạ? Học để dạy lại. Đúng không ạ? Đấy. Thì mỗi lần học thì chúng ta lại nâng cấp bản thân mình lên. Đó. Thế thì đồng bộ về kiến thức nó sẽ giúp cho chúng ta đồng bộ được phần lớn những thứ khác, kể cả về mục tiêu, kể cả về những cái điều khác nữa. Trong bất kể những cái công ty nào mà cái văn hóa học tập được nâng cao lên ấy, được đẩy lên cái tầng cao ấy, thì những công ty đó phát triển bền vững. Đặc biệt như là Vingroup. Vingroup thì họ có một cái KPI. Tất cả anh chị em nếu mà muốn nhận đủ lương, nếu mà muốn lên chức thì nó phải có KPI đó. Anh chị em phải tham gia bao nhiêu khóa học một tháng, đấy, bao nhiêu giờ học tập, đấy, thậm chí là muốn lên cấp các cấp lãnh đạo ấy, thì chúng ta phải tham gia bao nhiêu giờ đào tạo, đấy, chúng ta phải dạy lại cho bao nhiêu người. Đó, ví dụ như phải dạy lại được 100 người, 200 người, có khóa học 200 người, 500 người thì chúng ta mới được đạt điều kiện để lên cái cấp bậc gọi là lãnh đạo cao hơn. Đó, tức là nó là điều kiện để mà mình lên cấp, lên chức. Và tất nhiên lên cấp, lên chức thì chúng ta sẽ có thêm những cái thu nhập cũng như là quyền lợi. Đó. Vì vậy là liên tục phải học tập và nâng cấp bản thân của mình lên. Đồng thời chúng ta cũng phải đào tạo cho những cái thành viên mới để mà gì ạ? Đảm bảo cái sự đồng bộ về thông tin, về kiến thức ở bên trong đội nhóm của mình. Đội nhóm nào không làm được điều này, đội nhóm đấy sẽ hỏng và sẽ sớm hay muộn sẽ gì ạ? Sẽ tan rã. Bao nhiêu anh chị em đã từng xây dựng đội nhóm và đã tan rã vì không có điều này, vì thiếu cái điều này. Rất nhiều anh chị em nhé. Đấy, rất nhiều những trường hợp như vậy. Có ai không? Trong phòng Zoom này có ai bị trường hợp như vậy không? Đã từng bị tan rã những cái đội nhóm mà mình xây dựng vì là mình thiếu cái quá trình gọi là đồng bộ về mặt thông tin, đồng bộ về mặt kiến thức này không ạ? Đấy, và nếu như cái người đầu tàu mà mình có những ý tưởng, mình có những cái thông tin mà mình không truyền tải đi được, mình không chia sẻ đi được, thì họ bên dưới họ không hiểu. Và khi họ không hiểu mà mình quay ra mình trách móc họ, mình trách cứ họ thì làm sao ạ? Thì họ dỗi, họ bỏ đi, thế thôi. Rất đơn giản, đúng không ạ? Anh chị em phải nhớ rằng là gì ạ? Đội nhóm nó là một thực thể, nó là một cái bộ máy mà nó cũng có cảm xúc. Con người có cảm xúc thì đội nhóm cũng là một đội nhóm có cảm xúc. Đấy, và chúng ta không quan tâm đến cảm xúc của những thành viên trong đội nhóm thì chúng ta sẽ rất là dễ thất bại. Đó. Ok. Tiếp theo, bí kíp tiếp theo hay là bí mật tiếp theo, đó là đồng bộ về tư duy. Đồng bộ về tư duy. Thì để đồng bộ về tư duy thì chúng ta phải thực hiện cái bước trước, đó là đồng bộ về mặt văn hóa, về học tập, đúng không ạ? Đấy. Và đồng bộ tư duy thì nó quan trọng như thế nào? Đồng bộ về tư duy thì nó sẽ giúp chúng ta có sự gắn kết hơn. Tại sao ạ? Bởi vì tư duy thì nó bao gồm rất là rộng. Nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu tư duy đơn giản nó là gì ạ? Đó là những cái phong cách sống, giá trị sống, đúng không ạ? Ví dụ như này, chúng ta có những cái quan điểm sống, nguyên tắc sống thì chúng ta cũng cần phải đồng bộ. Ví dụ như nguyên tắc trong kinh doanh, trong bán hàng thì bán hàng là phục vụ khách hàng, đúng không ạ? Bán hàng là giúp đỡ khách hàng, bán hàng là cho đi trước, đúng không ạ? Bán hàng là gì ạ? Là niềm vui. Đấy. Bán hàng như hơi thở. Đấy. Thì như vậy là gì ạ? Chúng ta đồng bộ với cái tư duy này. Tất cả mọi người trong công ty đều phải tham gia vào quá trình bán hàng. Đó là một tư duy, đúng không ạ? Cùng quan điểm, cùng những cái nguyên tắc làm việc, được nhỉ? Cùng những cái tư duy trong trong xây dựng và phát triển đội nhóm. Ví dụ những người
mong muốn làm việc cùng cùng đội nhóm. Những người thích làm việc đội nhóm thì đấy là những người cùng tư duy. Có những ông bảo là ui tôi giỏi tôi cần gì phải quan hệ với thằng nào, tao giỏi thì kiểu gì bọn mày cũng cần tao. Có những trường hợp như vậy anh chị em, tức là mình cứ tự hào là mình giỏi, cho nên là mình là thành phần không thể thiếu đội nhóm. Và kể cả mình thái độ mình rất là khó chịu nhưng mà bọn nó vẫn phải cần mình, bọn nó vẫn phải nịnh mình, bọn nó vẫn phải nghe lời mình, kiểu kiểu vậy. Thì trong đội nhóm ấy, những cái người giỏi, những người có những cái thường làm về kỹ thuật hoặc những người mà làm về chuyên môn ấy, thì họ không quan tâm, cũng không để ý đến thái độ cũng như là cảm xúc của người khác. Và những người đó thường sẽ là những người rất khó chịu. Và những cái người trưởng nhóm ấy, họ phải điều tiết làm sao cho những cái người đấy nó vẫn là, gọi là vui vẻ. Bởi vì đó những người mà làm được việc nhất, những cái thằng làm được việc nhất là những thằng khó chịu nhất. Đúng không anh chị em? Nếu anh chị em đã từng có xây dựng đội nhóm và đã từng làm giám đốc, làm chủ tịch công ty đó, thì anh chị em sẽ thấy những cái trường hợp như vậy. Thế thì ở đây ấy, là chúng ta cần phải đồng bộ về mặt tư duy. Đồng bộ mặt tư duy này có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta tuyển chọn đầu vào thật chặt. Đấy là lý do hầu hết những cái công ty khi mà tuyển dụng ấy, thì bao giờ họ cũng phỏng vấn rất là kỹ. Và có một nguyên tắc khi tuyển dụng, đó là tuyển dụng chậm, sa thải nhanh. Tức là tuyển dụng chậm, tức là mình phải từ từ thôi. Mình phải nghiên cứu, mình phải xem. Giống như là một số những cái giám đốc hoặc một số công ty mà hàng đầu thế giới ấy, họ không tuyển dụng bằng bằng cấp đâu anh chị em. Họ tuyển dụng bằng thái độ của những cái người phỏng vấn. Thậm chí là họ mời những người mà phỏng vấn hoặc những người thử việc ấy, đi ăn. Và trong cái quá trình bữa ăn đó, họ có thể quan sát được cách cái người mà ứng viên này họ cư xử, họ hành xử. Đấy, họ hành xử với người bồi bàn, họ hành xử với những người khác ở trong bàn ăn. Thì từ đó họ đánh giá được cái gì ạ? Là cái nguyên tắc sống, phong cách sống cũng như là cái tính cách của cái người này. Và cái tính cách của cái người này có phù hợp với đội nhóm hay không? Đó. Thì ví dụ như này, công ty thì không thích những cái người mà lươn lẹo hay ăn cắp thời gian, ăn cắp đồ dùng cũng như là gọi là không trung thực, đúng không ạ? Đấy. Thế thì nếu như mà mình đưa những người đó vào trong đội nhóm của mình thì đội nhóm của mình sẽ bị hỏng, sẽ người này sẽ học người kia. Mà thấy thằng kia làm được thì mình cũng làm được. Đấy, đúng không ạ? Vì vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải tìm những người phù hợp. Ở đây anh chị em nhớ này, là chúng ta không tìm những người giỏi nhất, bởi vì người giỏi nhất thì chưa chắc họ đã phù hợp với chúng ta. Mà chúng ta tìm những người phù hợp trong đội nhóm của mình. Và phù hợp ở đây là phù hợp với cái gì ạ? Phù hợp với người leader, phù hợp với cái văn hóa của đội nhóm, phù hợp với cái tính cách cũng như là cái thói quen hay là những cái giá trị sống của cái người leader, hay là nói chung là của chúng ta. Nếu chúng ta là giám đốc, chúng ta là chủ tịch thì nó phải phù hợp với chúng ta. Nó đơn giản như vậy thôi. Như vậy là tư duy, nó chính là những cái thứ mà chúng ta suy nghĩ, những thứ mà chúng ta những cái nguyên tắc, những thứ mà chúng ta coi đấy là đúng, thì đấy là những cái thứ gọi là tư duy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa giúp chúng ta có thể đồng bộ mà tư duy, đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta đào tạo, chúng ta cho họ học tập, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta phải liên tục có những cái lớp học đào tạo về tư duy để giúp đồng bộ hóa cái tư duy trong đội nhóm. Đó, đấy là lý do tại sao có những cái chương trình Zoom gà gáy này. Vì Huy thường là cho đội nhóm của mình vào để học về tư duy. Đó, bao nhiêu anh chị em thấy rằng là anh chị em có cái phần phần chat nhé, phải cái phần mà danh sách người tham gia nhé. Anh chị em xem phần danh sách người tham gia nhé. Xong anh chị em gõ chữ NQH, N thấp ấy, NQH, được không ạ? Anh chị em thấy là gì ạ? Một loạt những thành viên trong đội nhóm kinh doanh của Huy đang hiện diện ở trong phòng Zoom này. Đó. Và thêm một điều nữa, anh chị em thấy có một cái sự đồng bộ trong đội nhóm của Huy, đó là gì ạ? Cái tên ấy, NQH gạch ngang xong họ vào tên, nó đều trần chặn luôn. Bao nhiêu anh chị em NQH comment phát nào? NQH là Nguyễn Quang Huy đấy anh chị em. Anh chị em comment phát, comment cái gì cũng được. Anh chị em thấy không ạ? Đấy nó là sự đồng bộ. Đồng bộ. Đó. Đồng bộ về mặt tư duy, đồng bộ về mặt con người.
đồng bộ về mặt kiến thức, đồng bộ về mặt mục tiêu. Đó. Trong cái phần đồng bộ này thì nó có một cái phần đồng bộ nữa, đó là đồng bộ về tất cả mọi thứ nhé, đồng bộ tất cả mọi thứ. Trong đó đồng bộ về cách đặt tên, cách đặt tên cũng phải đồng bộ. Anh chị em thấy là trong các cái quân đội, công an hoặc trong các cái doanh nghiệp thì bao giờ cũng có gì ạ? Có đồng phục, đúng không ạ? Anh chị em có đồng phục. Đấy. Quân đội có đồng phục của quân đội, công an có đồng phục công an, các cái doanh nghiệp thì có đồng phục của doanh nghiệp. Thì khi mà tham gia một đội nhóm, anh chị em thấy vừa rồi ấy, khi mà mình tham gia xem cái cuộc đua thuyền ấy, thì họ cũng có cái đồng phục chung với nhau, đúng không ạ? Đấy, thì cái điều đấy nó cũng giúp cho người ta có sự đồng bộ. Hoặc là trong khi mà ví dụ như đội nhóm Huy khi mà họp chẳng hạn ấy, khi mà họp nhá, thì nó cũng có, sẽ có những cái màn là tập thể dục. Buổi sáng anh chị em dậy, buổi sáng sáng nay này anh chị em cũng có tập thể dục đúng không ạ? Đấy, đây cũng là một cái kỹ năng trong cái việc mà đồng bộ những cái nhỏ như vậy thì chúng ta mới giúp cho người ta đồng bộ cái lớn được. Cái nhỏ mà không đồng bộ được, cái lớn không đồng bộ được. Ngay cả cái việc tập thể dục này mà mình không đồng bộ được thì cái lớn mình không thể nào làm được anh chị em, đúng không ạ? Đấy, cho nên là một cái nhỏ thì nó sẽ dẫn ra cái lớn. Đó là lý do tại sao khi người ta phỏng vấn ấy, người ta quan sát những cái hành động nhỏ của mình ấy, mà người ta suy ra là cái hành động lớn. Nếu mà cái nhỏ mà mình không làm được, hoặc là mình không thay đổi được, thì cái lớn mình không thay đổi được. Đấy, một cái bài học nhưng mà có thể dẫn ra những cái gì ạ, những cái thay đổi rất lớn trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Đấy, đồng bộ thì giúp đoàn kết và giúp gắn kết hơn. Đúng rồi, cách bạn làm một việc, cách bạn làm mọi việc. Ok không ạ? Rồi, cái thứ tư nữa, cái bí mật thứ tư mà giúp anh chị em chúng ta trong đội nhóm có thể có sự gắn kết và có sự đồng bộ hơn, có sự đồng lòng hơn, đấy là gì ạ? Đấy là đồng bộ về mặt văn hóa. Đồng bộ về văn hóa đội nhóm. Một đội nhóm không có văn hóa thì gọi là đội nhóm vô văn hóa. Đúng không anh chị? Thực ra một đội nhóm không có văn hóa thì nó vẫn có văn hóa. Những cái văn hóa đấy gọi là văn hóa vô kỷ luật, hay là một cái văn hóa gọi là gì ạ? Là thoải mái đấy. Thì nó gọi là vô văn hóa đấy. Vô văn hóa là không có văn hóa. Thì mình nghe có vẻ là hơi buồn cười đúng không ạ? Nhưng mà thực ra nó là như vậy. Thực ra nó vẫn có văn hóa đấy. Và nếu như chúng ta không xây dựng, chúng ta không điều hướng thì làm sao ạ? Thì mọi người sẽ chạy lung tung. Vì vậy chúng ta cần phải xây dựng cho mình, cho đội nhóm của mình cái văn hóa. Thì cái văn hóa này nó sẽ phù hợp với cái người đứng đầu. Nếu anh chị em là giám đốc, là chủ tịch các công ty hoặc là trưởng team đội nhóm, thì chúng ta xây dựng cái văn hóa này dựa trên tính cách con người của mình. Và tính cách con người của mình thường thì sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa của những cái thứ lớn hơn mình, của đội nhóm lớn hơn mình, của quốc gia của mình. Ví dụ như là mỗi quốc gia sẽ có những cái văn hóa riêng. Ví dụ như là ở Mỹ chẳng hạn, thì từ nhỏ, học sinh từ nhỏ đã được dạy rằng là gọi là có tiền thì mới có quyền. Thằng nào to, thằng ấy thắng. Thằng nào mạnh, thằng ấy thắng. Mỹ là vậy. Thằng nào mạnh, thằng ấy thắng. Đó. Cho nên là muốn tồn tại thì phải gì ạ? Phải tăng sức mạnh. Nó làm cho một cái gì ạ? Một cái xã hội cạnh tranh. Đó. Và chính sự cạnh tranh đấy nó tạo ra sức mạnh, nó tạo ra những cái con người rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Đấy là văn hóa của quốc gia. Và văn hóa quốc gia sẽ ảnh hưởng đến văn hóa của gì ạ? Của từng thành viên. Họ sinh ra, họ lớn lên, họ được học tập, họ được hòa vào trong cộng đồng đó. Cho nên là họ gì ạ? Họ rất là gọi là ganh đua và rất là máu chiến, đã kiểu kiểu vậy. Rồi văn hóa ở Việt Nam thì nó là cái văn hóa tình làng nghĩa xóm, văn hóa tình cảm. Cho nên là đôi khi nó sẽ có sự cản nể nhau. Mày không uống với anh một ly, mày không uống với anh một ly, mày không nể anh, kiểu kiểu vậy. Hoặc là có những cái gọi là ganh đua thì mình thôi, mình cho nó vượt, kiểu kiểu vậy, còi to cho vượt.
hoặc là gì ạ, trong đội nhóm có những cái thứ mà nó không tốt, mình nhìn thấy có những thứ không tốt trong đội nhóm, nhưng mà vì mình gì ạ, vì giữ tinh thần, vì giữ cái tình cảm cho nên là mình nể. Nên khi mà mình nể thì mình lại gì ạ, mình làm hại những người bạn của mình, những người đồng đội của mình đó. Cho nên là mỗi một người sẽ có cái tư duy, cái văn hóa khác nhau. Cái văn hóa này thì nó lại xuất phát từ cái tư duy. Cái tư duy thì xuất phát từ cái việc học tập. Cái việc học tập thì xuất phát từ cái mục đích, đúng không ạ? Đó. Thế thì đồng bộ về cái văn hóa sẽ giúp chúng ta có một cái đội nhóm vững mạnh, đoàn kết, gắn kết. Đó. Thì Huy cũng ví dụ luôn trong đội nhóm kinh doanh của Huy. Thì cái văn hóa của đội nhóm của Huy là gì ạ? Thứ nhất, đó là sự cống hiến. Đó. Sự cống hiến, sự cho đi. Đó. Và ví dụ bản thân như Huy chẳng hạn, là Huy đã cống hiến cho Dung và gái này 3 năm. Đấy, hoàn toàn là miễn phí, không thu một đồng nào cả. Đấy, và liên tục cũng chẳng bán cái gì ở Dung và gái này cả. Đấy, hoàn toàn là cống hiến vì cộng đồng. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cái vùng Dung và gái này rất là giá trị, rất là chất lượng, và chúng ta sẵn sàng là chia sẻ nó cho người khác thì comment là tôi, được không ạ? Đó. Thì khi mà chúng ta nhận được thì chúng ta cũng phải cho đi chứ. Nếu như mà anh chị em là những người thích cho đi thì đấy là một điều kiện để anh chị em được tham gia vào đội nhóm kinh doanh của Huy. Kiểu như vậy. Cống hiến đấy là một cái tính cách, nó không phải là một cái chiến lược kinh doanh anh chị em nhé. Rất nhiều người cho đi ví dụ như là marketing họ tặng quà chẳng hạn. Đấy, họ cho đi để với một cái điều kiện để mà được cái gì đó, để được cái này, cái được cái kia. Nhưng mà cho đi mình phải xây dựng nó trở thành một thói quen và nó trở thành một tính cách. Đấy là một sở thích, đấy là một niềm vui. Chứ không phải là cho đi để mà mình kiếm được nhiều tiền. Cho đi để nhận được nhiều hơn thì tất nhiên rồi. Nhưng mà cho đi để mà vui. Đấy, thì nó là một cái thứ cao hơn rất nhiều. Cống hiến chỉ đơn giản là mình vui thôi. Chẳng vì cái gì cả, chẳng vì phải kiếm tiền. Kể cả không có tiền cũng được, mình vẫn cho đi. Rất nhiều người làm từ thiện, họ bỏ tiền ra để làm từ thiện mà, đúng không anh chị em? Để mình mua cái niềm vui đó mà, đúng không ạ? Cho đi là một thói quen, cho đi một tính cách, cho đi là một sở thích, cho đi một niềm vui. Chứ không phải cho đi để nhận lại, chứ không phải cho đi để mà được cái gì, không phải cho đi để mà thu được tiền, đúng không ạ? Không phải cho đi để thu được phễu, không phải cho đi để lùa gà, không phải cho đi để mà bán được cái gì cả. Cho đi chỉ đơn giản nó một niềm vui mà thôi. Đấy, được không ạ? Cho đi để hạnh phúc, đúng rồi, đúng không anh em? Bao nhiêu anh chị em thích cái quan điểm này comment là số 5 giúp Huy, đúng không ạ? Nếu anh chị em thích cái quan điểm này comment số 5. Đó là văn hóa đấy ạ. Và văn hóa nó xuất phát từ những người đi đầu đó. Và đội nhóm của Huy thì thường xuyên Huy sẽ chia sẻ những cái điều này đó. Cho đi để hạnh phúc, đơn giản mỗi thế thôi đó. Cái văn hóa số 2, Huy chỉ đây là những cái tham khảo thôi anh chị em nhé. Có rất nhiều văn hóa, Huy có một cái bộ là 70 cái giá trị văn hóa mà thường gặp trong các cái công ty lớn ở trên thế giới. Nếu anh chị em quan tâm Huy sẽ chia sẻ, Huy sẽ gửi tặng cái đấy phần sau, đúng không ạ? Đấy là quà tặng ở phần sau nếu anh chị em quan tâm. Thì cái số 2, chúng ta sẽ lựa chọn trong số đó những cái văn hóa nào mà chúng ta thấy phù hợp với mình thì mình xây dựng. Văn hóa nó phải là cái thứ gì ạ? Văn hóa nó phải là thứ gì mà chúng ta hành động nó một cách tự nhiên. Đừng có sao chép văn hóa của người khác. Rất nhiều người xây dựng văn hóa bằng cách là gì ạ? Sao chép văn hóa của người khác, gọi là copy á. Nhưng mà mình không hiểu được cái bản chất ở phía sau văn hóa. Hôm nào có điều kiện thì Huy sẽ chia sẻ văn hóa nhiều hơn. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay thì nói một số cái ví dụ thôi. Cái thứ hai nữa trong cái văn hóa mà đội nhóm mà Huy đang xây dựng, đấy là văn hóa của gì ạ? Của tình yêu thương. Đấy là gì ạ? Là mình yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau, coi nhau như anh em trong gia đình. Cho nên là cái văn hóa của yêu thương hay văn hóa của gia đình. Đấy. Thì tất nhiên là cái gia đình lớn của mình ấy, nó không thể giống như gia đình nhỏ được. Chúng ta phải quan tâm bảo vệ cái gia đình nhỏ mình trước, sau bắt đầu mới đến gia đình lớn, đúng không ạ? Mình không thể nào là so sánh nó xem giống nhau được. Nhưng cái văn hóa nó kiểu như vậy. Kiểu như gia đình là sao ạ? Tức là mình có thể có những thứ không hài lòng nhau, mình có thể không hợp nhau, có thể là không hiểu nhau, có thể là không yêu nhau lắm đâu. Nhưng mà ra ngoài mà thằng anh, thằng em mình mà bị ai đó mà bắt nạt thì mình vẫn gì ạ?
vừa mới cãi nhau với nó xong mà ra ngoài nó bị người ngoài đánh thì không biết đúng sai gì, việc đầu tiên là mình cũng phải xông vào mình bảo vệ thằng anh thằng em mình đã, mình phải bênh vực thằng anh thằng em mình đã, mình sẽ phải ngăn cách, mình can nó ra đã, được không ạ? Sau đấy bắt đầu mới tính tiếp xem phân biệt là đúng sai tính sau. Như đầu tiên mình phải mình phải sẵn sàng đứng dậy và bảo vệ cái người nhà của mình. Nếu như người nhà của anh chị em mà bị bắt nạt, anh chị em có bảo vệ không ạ? Có không ạ? Bố mẹ con cái mình mà ra ngoài bị thằng nào đánh, mình có phải sắn tay áo ra để mà mình đỡ cho nó không ạ? Không, mình thậm chí là quánh cả thằng kia luôn. Bình thường mình không quánh nhau đâu. Đấy, có thằng nào đánh mình không đánh lại đâu. Đấy. Nhưng mà nó đánh con mình xem, nó kiểu gì cũng nhất là bét. Đúng không anh chị em? Nhất là bét. Đó. Còn mấy đứa trẻ con nó đánh nhau thì thôi nhé. Mấy đứa trẻ con đánh nhau thôi, kệ cho nó đánh nhau. Nhưng mà thằng bố nó đánh con mình xem, mà kể cả là mình không đánh lại nó, kể cả nó to hơn mình, cũng phải xông vào để bảo vệ con mình, đúng không anh chị em? Có đúng không ạ? Đấy là gia đình. Đấy là gia đình. Kể cả con mình nó có sai chăng nữa, nhưng mà thằng bố nó đánh con mình cũng phải xông vào, mình can đã. Đấy, mình phải bảo vệ đã. Xong bắt đầu mình dạy con mình sau. Đấy, gia đình nó là như vậy. Đó. Cho nên là nếu như có ai đó nói xấu thành viên trong đội nhóm của anh chị em ấy, anh chị em phải sẵn sàng là gì ạ? Sẵn sàng bảo vệ. Đấy, được không ạ? Sẵn sàng bảo vệ. Bảo vệ trước, nói tốt cho họ trước. Sau đó thì mình phân định đúng sai sau. Được không ạ? Phân định đúng sai sau. Rồi, đấy là cái văn hóa, cái văn hóa gia đình, văn hóa yêu thương. Văn hóa yêu thương, chúng ta yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Khi mà những cái thành viên trong đội nhóm của Huy khi mà gặp nhau ấy, thì họ thường là gì ạ? Thường ôm nhau cả. Thay vì bắt tay, họ ôm nhau cả. Được không ạ? Đấy, nó tạo thành một cái văn hóa yêu thương, nó gần gũi, nó gắn kết. Bắt tay cũng tốt, nhưng mà ôm nhau cả. Đấy, ôm kiểu đồng đội ấy nhá, anh chị em nhá. Đấy, ôm 3 điểm nhưng mà đầu không được suy nghĩ gì. Ôm chạm 3 điểm nhưng đầu không được suy nghĩ gì. Đầu suy nghĩ gì là hỏng ngay. Đấy, là sai cách ngay. Được không ạ? Đấy. Thì tự nhiên bắt tay cũng được, nhưng mà ôm một cái thì tự nhiên nó gắn kết hơn rất nhiều, nó tình cảm hơn rất nhiều. Bao nhiêu những cái gọi là giận dỗi, những cái không hài lòng với nhau ấy, nó có thể là xóa bỏ đi rất là dễ. Đó. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thích khi mà mình gặp nhau, mình ôm nhau một cái, rất là tình cảm. Bao nhiêu anh chị em thích điều này? Nếu mà anh chị em thích, comment tôi. Nó là văn hóa, nó là văn hóa. Cái văn hóa đó nó bắt nguồn từ cái văn hóa yêu thương, văn hóa gia đình, đúng không ạ? Rồi, có một cái văn hóa nữa mà Huy cũng rất là thích, đó là văn hóa của sự chính trực. Tức là mình có gì mình nói đấy. Ví dụ ngày hôm nay Huy đào tạo chẳng hạn, thì Huy chỉ nói những thứ mà Huy đang thực hiện ở trong đội nhóm của mình thôi, chứ Huy không có nói sai, không có nói dối. Nếu nói dối thì tất cả anh chị em đều quý hạn đây, họ sẽ không nghe lời Huy nữa. Đấy. Thì văn hóa của sự chính trực, mình có sao mình nói vậy. Đó. Không nói sai, không nói dối, không nói điêu, không dựng đứng dựng ngược, không nói xấu. Đó. Thì đấy là cái văn hóa mà khi mà trong đội nhóm, mà nếu như mà mình có thấy người nào đó họ làm sai cái văn hóa thì mình phải dám đứng dậy bảo vệ cái văn hóa của mình. Đúng không ạ? Mình phải đứng dậy để bảo vệ cái văn hóa của mình. À đúng rồi, chị Trần Đức ở bên nước ngoài, ở bên châu Âu. Chị Trần Đức cũng là thành viên của NQH và đang ở châu Âu. Thì ở bên châu Âu anh chị em thấy là, tức là ở bên Tây ấy, là họ gặp nhau, họ ôm nhau bình thường mà, đúng không? Ở Việt Nam là mình cứ kiểu ngại ấy. Ngày xưa cái văn hóa của Việt Nam nó theo ở Trung Quốc, nó là gì ạ? Nam nữ thụ thụ bất thân, tức là chạm vào nhau phát là đã có bầu rồi ấy, kiểu vậy. Cho nên họ sợ. Họ sợ. Bây giờ anh chị em biết là còn khướt thì mới có bầu được, đúng không? Đấy. Đúng không ạ? Cho nên là bây giờ thì cái việc đấy nó trở nên bình thường rồi. Có còn nước ngoài thì sao? Họ gặp nhau, họ ôm nhau, thậm chí họ còn thơm phớt trên mặt nhau. Anh chị em xem những cái phim ở nước ngoài ấy, thì cái chuyện đấy nó bình thường và nó là văn hóa, đúng không ạ? Nó là văn hóa. Cái gì mình hay, cái gì thấy tốt thì mình học thôi, đúng không ạ? Thì nó tương tự như vậy thôi, không có gì ghê gớm cả. Anh chị em cứ nhiều khi cứ nghĩ xấu ấy, cứ đầu óc đen tối ấy, thì bắt đầu mới sợ thôi. Còn đầu óc người ta không đen tối thì người ta rất là thoải mái, rất là bình thường. Chỉ có những cái ông nào mà cô nào mà đầu óc đen tối thì mới không dám ôm thôi,
đúng không ạ? Đấy, ở đấy có bạn Matida Bình này cũng ở Nga này, đấy cũng bình thường, nó văn hóa bình thường. Đấy, thì cái văn hóa mà Huy vừa mới chia sẻ cuối cùng đấy là cái văn hóa sự chính trực. Đấy. Và tất nhiên văn hóa thì nó có rất là nhiều, nhưng chúng ta chỉ nên chọn một số cái tiêu biểu để chúng ta xây dựng và luôn luôn truyền thông đào tạo về cái điều đó, và để nó trở thành một cái đồng bộ. Đấy, và những người nào mà không thực hiện văn hóa, hoặc không thích cái văn hóa đấy, hoặc không làm cái văn hóa đấy, không biến cái văn hóa đấy thành tính cách của mình ấy, thì những người đó là những người không phù hợp. Vừa rồi chúng ta nói chuyện là chúng ta tìm kiếm những người phù hợp. Thế nào là phù hợp đấy ạ? Thì phù hợp về diện về văn hóa, phù hợp về tư duy đó. Thì đấy chính là diện là những người phù hợp, đúng không ạ? Phù hợp về mục tiêu, cùng mục tiêu với nhau thì là phù hợp, đúng không ạ? Còn nếu mà họ không cùng mục tiêu thì thôi, chúng ta cố làm gì? Rất nhiều người cứ cố bắt những cái người không phù hợp ở trong đội nhóm của mình, sau đó mình rất là mệt mỏi, đội nhóm của mình mệt mỏi, xong cuối cùng là gì ạ? Nó tan rã chỉ vì là gì ạ? Mình cứ cố gắng những người phù hợp. Những người nào đã không phù hợp ấy là cho đi thật nhanh. Cho nên là những người mà trong đội nhóm của Huy ạ, đội nhóm của Huy thường xuyên đào thải, và thường xuyên có những người họ ra đi. Mà khi những người họ muốn ra đi ấy, không bao giờ Huy giữ ấy. Không bao giờ giữ. Mặc dù là mình cũng có thể mình sẽ nói chuyện với họ, mình hỏi han, mình hỏi thăm xem là vấn đề của họ như nào và mình có thể giải quyết được cho họ hay không. Nhưng nếu như mà mình đã cảm thấy họ không còn phù hợp, và họ không còn cái điểm chung nữa, họ không còn cái văn hóa chung, họ không còn những cái tư duy chung, họ không còn những mục tiêu chung nữa, thì làm sao ạ? Sa thải càng nhanh càng tốt, đúng không ạ? Sa thải càng nhanh càng tốt, không có gì mà phải luyến tiếc. Khi mà mình chia tay cái người mà không còn phù hợp nữa, họ không có xấu anh chị em nha. Mình luôn luôn nhớ rằng những người ra đi họ không có xấu, chỉ đơn giản họ không phù hợp với mình và không phù hợp với môi trường của mình, hoặc là không phù hợp với mục tiêu của mình mà thôi. Họ đi chỗ khác họ lại phù hợp thì sao? Mình phải chúc phúc cho họ chứ, có đúng không ạ? Tùy duyên, vạn sự tùy duyên. Rất nhiều anh chị em khi mà có những thành viên ra đi, rời khỏi công ty của mình thì mình buồn rười rượi, xong rồi mình chẳng làm ăn được gì. Anh chị em nào mà ra đi mà thông báo cho Huy ấy, là Huy chúc mừng. Đấy, thậm chí là mình còn phải ăn mừng, mình còn tổ chức tiệc ăn mừng, đúng không anh em? Tổ chức tiệc ăn mừng bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu những người mà họ đã có công lao, họ đóng góp cho đội nhóm, thì mình phải có tổ chức tiệc tri ân, đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em ra đi một cách rất là thầm lặng. Sao phải khổ ấy? Mình đã ở đội nhóm, mình đã đóng góp rồi, thì mình ra đi, mình cứ đường chính chính mình ra đi. Nếu mà anh chị em muốn ra đi thì hãy ra đi một cách đường đường chính chính, đàng hoàng. Có rất nhiều anh chị em ra đi xong đó là gì ạ? Cướp khách hàng của công ty. Sau đó là gì ạ? Lôi kéo những cái thành viên trong đội nhóm đi cùng mình. Cho nên là gì ạ? Ra đi một cách rất là gì ạ? Rất là hèn. Ra đi một cách rất là gì ạ? Là xấu hổ. Không dám thông báo, cũng chẳng dám nói với ai, cũng chẳng dám tổ chức một bữa tiệc. Mình đã ra đi, cái văn hóa chính trực là ra đi, mình ra đi một cách đàng hoàng, đường hoàng, đúng không ạ? Con người sống như thế nó mới vui, nó mới sướng, đúng không anh nhé? Đấy, còn mình ra đi mà mình làm thì thiếu gì công việc để mà mình làm? Đâu nhất thiết là mình cứ phải gọi là lôi kéo những cái thành viên ở trong đội nhóm của mình để mà mình làm ảnh hưởng đến công ty hay là đội nhóm mà mình đã cống hiến. Mình đã cống hiến trong đội nhóm đấy, mình đã là một thành viên, mình đã là một cái người xây dựng cái đội nhóm đấy. Khi mà mình ra đi, mình cũng phải ra đi một cách đàng hoàng, sống cũng phải đẹp, đúng không ạ? Ok nhé, thì đấy là một cái phần đồng bộ tiếp theo mà anh chị em cần phải xây dựng khi mà phát triển đội nhóm của mình, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em thấy là trong quân đội nó đồng bộ từ cái... ví dụ như là quốc ca. Tại sao Việt Nam phải có quốc ca? Quốc ca để là một bài hát chung. Đấy, trong quân đội cũng có bài hát riêng ở trong cái đội nhóm nhỏ trong quân đội, đúng không ạ? Đấy, rồi có những cái đồng phục, có những cái nguyên tắc, có những cái quy định. Đấy, khi mà anh chị em đi thấy các cái chú bộ đội mà đi diễu hành ấy, anh chị em thấy nó đều không ạ? Nó đều gọi là đều 100% luôn. Và họ phải luyện tập rất là kỹ để mà mỗi cái việc mà gì ạ, chào này, rồi cái việc mà đồng bộ này, rồi là
những anh bộ đội công an mà đi thực hiện mà những cái nhiệm vụ, trừ những cái nhiệm vụ mà bí mật mà cần hóa trang, thì họ phải mặc đồng phục. Mà đồng phục là gì ạ? Từ giày, từ tất, đấy, từ gọi là bên trong bên ngoài, biết đồ lót cũng đồng phục luôn. Đúng không ạ? Kiểu kiểu như vậy. Tức là đồng phục đến mức như vậy, từ những cái nhỏ như vậy anh chị em. Rất nhiều người nghĩ rằng cái nhỏ không quan trọng, nhưng chính cái nhỏ đấy mới là những cái mà gì ạ? Những cái nguy hiểm. À, giống như một con thuyền ấy, một con thuyền rất lớn đi trên đại dương thì tất cả nước của đại dương không làm đắm được con chìm, không được làm đắm được cái con thuyền đấy. Nhưng một cái lỗ hổng nhỏ thôi có thể làm đắm con thuyền đấy, nếu mà mình không biết, mình không biết để mình vá nó vào. Có đúng không anh chị em? Nếu mình không để ý để mình vá vào vào thì một lỗ hổng nhỏ có thể làm hỏng cả một con thuyền. Một cái sự cố nhỏ xảy ra trong đội nhóm có thể làm phá vỡ cả một đội nhóm. Một cái sự hài lòng của một cái con người tiêu cực mà chúng ta không xử lý thì nó sẽ dẫn đến là gì ạ? Là cả đội nhóm gặp nguy hiểm. Đó. Vì vậy là gì ạ? Đừng coi thường cái việc nhỏ. Việc nhỏ không làm được thì việc lớn rất khó. Đấy. Cho nên là trong đội nhóm ấy, nếu mà bất kể anh chị em gặp cái sự cố gì, gặp cái công, gặp có cái vấn đề gì, hoặc có một cái người tiêu cực như thế nào, anh chị em cần phải thông báo cho gì ạ? Cho trưởng team. Đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để họ biết, để sửa những cái lỗ hổng. Đây là sự truyền thông. Sự truyền thông đồng bộ và truyền thông, nó không chỉ là truyền thông từ trên xuống dưới, mà truyền thông từ dưới lên trên. Đúng không ạ? Bên dưới mà không truyền thông lên bên trên, ông thuyền trưởng làm sao mà ông biết được ở bên dưới khoang tàu nó có gặp sự cố gì? Nếu như mà cái thằng mà ở bên dưới khoang tàu không truyền đạt lên trên ông thuyền trưởng, thì làm sao ông thuyền trưởng mà nào lái con thuyền được mà đúng? Ở bên dưới đang mẹ gì ạ? Đang bị, tàu đang bị thủng, động cơ đang bị hỏng, mà không truyền lên trên ông thuyền trưởng, ông mà ơi rẽ trái rẽ phải, nhưng mà gì ạ, nhưng mà họ bên dưới họ không xử lý được. Vì vậy là anh chị em, nếu như mà gì ạ, nếu như mà muốn đội nhóm mình phát triển, nếu mà muốn cái con thuyền mình đi đúng hướng, đúng mục tiêu, thì mỗi người làm tốt nhất cái công việc của mình, đồng thời là gì ạ, liên tục truyền thông, đừng có giấu thông tin. Rất nhiều anh chị em trong đội nhóm ấy, là cứ giấu thông tin, có việc này việc kia cứ giấu, không chịu truyền, không chịu truyền đi, thế làm sao ạ? Mình đang bịt tai che mắt cái vị thuyền trưởng. Năm vị thuyền trưởng họ không biết cái vấn đề của mình, và họ không biết vấn đề của mình, họ làm sao họ có thể là gì ạ? Họ giúp mình và giúp cho cả đội nhóm được. Và cuối cùng là gì ạ? Họ ra đi bởi vì sao ạ? Bởi vì cái người thuyền trưởng không thấu hiểu họ. Họ có nói đâu mà họ mà cái người kia thấu hiểu. Có đúng không anh em? Mình phải nói ra cái khác thấu hiểu chứ. Ở trong gia đình cũng vậy. Rất nhiều ông chồng, rất nhiều bà vợ, rất nhiều gia đình chia tay ly tán bởi vì sao ạ? Bởi vì người chồng, người vợ không hiểu mình. Đúng rồi nhé, hơi lan man là một chút ra việc gia đình, nhưng mà thực tế nó như vậy, gia đình cũng là một đội nhóm, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không chia sẻ, chúng ta không nói ra, cho nên người vợ, người chồng không hiểu mình. Khi họ không hiểu mình thì làm sao ạ? Thì nó có những cái sự rạn nứt, và chính những sự rạn nứt nhỏ nó gây ra những cái đổ vỡ lớn. Bao nhiêu anh chị em thấy điều này là đúng thì comment là gì ạ? Là tôi, đúng không ạ?